ใบคนถ่ายกากเล่นxin chào hai bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hai bạn đang định uống Coca à? Không. Đang làm gì đấy? Hôm nay mình muốn thí nghiệm. Thí nghiệm mà bố thấy trước mặt hai bạn có một chai Coca ấy thôi. Không, hôm nay là chơi đâm hải tặc. Chơi gì đấy? Uống Coca. Nếu ai đâm vào đầu sẽ nổi lên thì sẽ được uống Coca Cola. Ai mà đâm vào không được thì sẽ không được uống Coca Cola. Hôm nay hai bạn sẽ chơi một trò chơi. Một người cắm đầu à? Hôm nay hai bạn nên. Mỗi người cắm một lượt. Không. Tranh nhau nói. Hôm nay hai bạn sẽ chơi một trò chơi, đó là trò đâm hải tặc. Bây giờ hai bạn tháo cái bộ đồ chơi đâm hải tặc ra để các bạn nhìn thế nào. Cái này khó bị tặc. Nào để ghế đấy. Đâu đặt lên ghế chứ, đặt lên ghế. Ở đây chứ mở cho. Tâm đồ gì nhá? Kiếm này. Của bà quê. Mình chơi rồi. Một người cắm tôi nhau và tù gì cho mai ra để bố tâm. Rồi. Ra cái bên này. Bây giờ bỏ cái hộp giấy xuống để bố giới thiệu cái bộ đồ chơi đâm hải tặc cho các bạn biết nào. Đây đây. Đây là bộ đồ chơi đâm hải tặc này. Đây là con hải tặc đúng không? Vâng, chú hải tặc. Đấy. Xung quanh cái hộp này có 24 cái lỗ. Nào bố mượn cái kiếm nào. Bạn nào mà đâm đấy, mà bắn hải tặc lên thì sẽ được gì nhờ? Uống Coca Cola. Còn bạn nào đâm mà không bắn hải tặc lên thì không được uống, nhớ chưa? 1, 2, 3. Tâm đâm trước. Rồi đến lượt Dương. Rất là hộp các bạn ạ. Tiếp lại đến Tâm. Hồi hộp quá. Bạn nào mà đâm được con hải tặc bắn lên sẽ được uống Coca. Còn bạn kia là sẽ ngồi nhìn. Mấy kiếm rồi? Cái bộ đồ chơi này có 24 cái kiếm các bạn nhá. Chơi cả mãi không lên đấy. Wow. Dương sẽ được uống Coca. Tâm đó được chưa? Nào để bắn mở Coca nào. Chút kiếm ra nhá. Rồi chút kiếm ra. Tâm ngồi vị trí đi. Ngồi vị trí bắt cho đất không? May mắn nhất được uống Coca. Được. Coca được mở nắp để mời Dương. Tâm hãy đợi đến lần sau nhá. Một lần ý tôi con uống hết đây. Con xin chưa? Không xin bố à? Con xin bố. Thôi để đấy. Rồi. Uống thế thôi, bây giờ lại đâm tiếp đi. Uống thế nó không no, lần sau uống lần nữa. Wow. Vẫn chưa no. Tâm đâm trước. Hai chi đâu, hay là nhiều cái tâm đâm trước. Một, hai, chi. Tâm đâm trước. Đây. Lần này hy vọng Tâm sẽ làm bắn hải tặc lên nhá, để được uống Coca nhá. Chắc lại không được đâu. Hy vọng, cố gắng lên, cứ phải kiên trì. Cứ phải kiên trì, vậy Tâm cắn nhẹ quá ấy. Rồi, hai kiếm. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Cắn nhẹ thôi. Kiếm thứ năm. Kiếm này chưa cắn chắc. Kiếm thứ sáu rồi. Kiếm thứ bảy. Okay. Kiếm thứ 8, ôi lần này lâu thế nhở? Lâu. Wow, kiếm thứ 9 thì Dương đã làm bay con hải tặc lên. Lại được uống Coca. Rút kiếm ra đã, rút kiếm ra đã. Rút cái kiếm ra đã. Tay chưa con mà, tay, tay quay mà. Tay quay mà. Rồi, ngồi yên, bố lại đốt Coca cho Dương. Dương sướng. Dương sướng quá nhỉ, Dương mang tặng. Tâm cứ kiên trì một tí nữa là sẽ được uống rồi mà. Rồi, này đã. Ai chừng mà xíu luôn đó. Đây, của Dương đây, ngồi xuống. Tâm vào nhá, Tâm hãy đợi một chút nữa nhá. Kiểu gì mà Tâm chả được uống.
Rồi, tiếp tục lần thứ 3. Sau hai lần thì Dương giành chiến thắng cả hai. Dương may là rất là may mắn. Ngon. Lần thứ 3 đây nào. Bài sắc là mình. Cố lên Tâm ơi. Ok, Tâm. Kiếm thứ nhất. Lần này tôi cũng thua. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba rồi, kiếm thứ tư. Kiếm thứ năm, cố lên Tâm ơi. Kiếm thứ sáu. Lần này Tâm sẽ được uống cam một lần thôi. Bảy. Chắc không được. Cố lên. Cam luôn là được luôn. Ok, kiếm. Này. Ông còn một kiếm nữa rồi. Gọi nhiều mà. Còn tôi ở trong. Ô, chưa bỏ hết à? 24 kiếm mà, đây cho Văn mượn. Rồi, còn đây rồi các bạn giấu kiếm đi này, thảo nào thấy nhanh hết. Wow, lại Dương. Không ngờ Dương hôm nay lại may mắn như vậy. Thánh mạnh chơi. Ngồi xuống. Ta bảo Dương cân được một cung cấp 3 lần nha. Đừng cắm ở chỗ nào đấy. Đây là lần thứ 3. Sao hôm nay tôi xui xẻo vậy ta? Bố phải rót Coca cho Dương. Sau 3 lần chơi thì Dương giành chiến thắng tuyệt đối. Rất là buồn cho Tâm. Tâm có cần tạm ứng một cốc trước không? Hay đợi khi nào Đâm bắn lại tạm lên thì mới uống? Cốc chưa. Tâm tạm ứng một cốc trước các bạn ạ. À. Rồi. Sẽ cho Dương sẽ cho Tâm tạm ứng một cốc trước nhá. Thôi con này nó không mình tí lại không uống được. Ngon xem ngon không? Ngon không? Dương ngồi luôn vào kia. Để cất rồi đấy. Yeah, lần này gặp chắc là may mắn. Tại vì cái này đồ dành cho con trai mà có về con gái đâu. Thôi, không phải đâu. Chẳng qua Dương may mắn thôi. Đâm đúng cái lỗ có cái lẫy để nó bắn con hải tặc lên thôi. Nào uống nghe nào, Dương ngồi luôn kia. Có một cái lỗ cô lấy lại. Uống cái này. Rồi. Trong 24 cái lỗ đấy thì mỗi một lần nó sẽ có một lỗ may mắn. Bạn nào đâm đúng cái lỗ may mắn thì sẽ bắn hải tặc lên, sẽ được uống Coca. Tiếp tục lần thứ 4. Ok. Cắm đi, đừng cắm cái lỗ này. Tâm thích cắm, thích cắm lỗ nào cũng được. Cắm lỗ. Ok. Bắt đầu đâm hải tặc đi thôi. Hải tặc ơi, say Dương cắm một cái kiếm này. Đúng rồi, chỉ để cắm một lần thôi. Rồi, lần thứ 4 nhá, xem bạn nào sẽ giành chiến thắng nhá. Chắc lần này Dương may mắn luôn quá. Wow, ai đấy? Tâm. Tâm à, rồi ngồi xuống, ngồi đúng vị trí. Bác cái đó có ca Tâm. Dương kiếm trước đã. Sau 4 lần. Thế thôi. Đâm hải tặc thì Dương giành chiến thắng mấy lần? 3 lần, Tâm giành chiến thắng một lần. Một lần này cũng cổ vũ cho con nha. Nào, hai bạn bắt đầu. Kiếm này. Kiếm đầu tiên. Kiếm. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Trời ơi, con có ít kiếm ạ. Kiếm thứ 4. Ai từ từ từ. Kiếm thứ 4. Cắm cho bay đi. Tâm ơi. Đâm bất kỳ vào lỗ nào trong 24 lỗ là được. Ai đấy, ai đâm đấy? Con. Ôi, lần này xí xóa. Bơm đâm lại. Xí xóa. Lần này con hải tặc nó chưa bắn nó hẳn lên, đâm lại. Đâm lên. Cố lên. Có một lần thôi. Wow, lại Dương. Hôm nay Dương quá may mắn. Sau 5 lần thì Dương giành chiến thắng 4 lần. Quá may mắn. Quá mắn may rồi mình. Quá. Đây là Coca của Dương. Mời Dương. Ô, quên rồi. Quên xin à? Tao nhớ xin nhá. Đứng. Tâm suốt ngày lúc Dương thắng Tâm cứ suốt ngày chưa chú thích kiếm ra Tâm lại ấy cái này xong rồi Tâm lại cho đầu bài tập Tâm. Tâm cắm nó lên xong rồi cho nó bay lên để hai người đều uống Coca ấy. Bây giờ xin
nhắc lại nhá, sau 5 lần thi đấu thì Dương giành chiến thắng 4 lần, Tâm giành chiến thắng 1 lần. Đây là lần thi đấu thứ 6, chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu. Cắm lô đầu tiên rồi. Kiếm thứ hai rồi. Wow, sau 3 kiếm Tâm đã giành chiến thắng. Lần này rất là nhanh đúng không? Lần này Tâm chỉ được may mắn 2 lần. Rút kiếm ra. Tâm cắm vào cái lô của bảy. Đây cô cao của Tâm đây. Cảm ơn. Ơ cháu xin bát đi. Cháu xin bát nha. Cảm ơn. Không quá. Nào cho hải tạc vào đây. Lần này bố phải coi. Cắm đây. Đây các bé nhìn này, đây là một sự cố, đã đâm hết 24 kiếm rồi mà con hải tặc vẫn bình an vô sự, không ảnh hưởng gì cả. Thế lần này như thế nào nhờ? Dạ. Lần này chơi lại, rút hết kiếm nha, chơi lại. Trời ơi, may là tôi vẫn được mà. Đến thời điểm hiện tại thì sau... Tâm ơi, rút mạnh đi. Đến thời điểm hiện tại sau 7 hiệp, Dương giành chiến thắng 4 và Tâm giành thắng 3. Hiệp thứ 8 bị trục trặc. Bây giờ thi đấu lại. 5 kiếm. Chỉ xoài. 3 kiếm. 6 kiếm. Wow, xin chúc mừng Tâm. Sau 8 hiệp thi đấu thì kết quả hai bạn đang hòa nhau. Bây giờ cho hai bạn chạm vào tay. Mỗi bạn giành chiến thắng 4 hiệp. Bây giờ cho Coca cho. Trời ơi, mày lại xui xẻo rồi. Cho Tâm. Bằng nhau mà. Đều hai bạn đều mỗi người giành chiến thắng 4 hiệp. Thôi bây giờ bố vợ Tâm uống thế nào? Còn chút kiếm nữa đây. Thôi cho một cốc nhâm đây. Thôi bây giờ bố ý kiến thế này. Chúng ta sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Bởi vì hai người đều giành chiến thắng 4, có nghĩa là không ai thua cả. Được không? Được. Nhất trí không? Nhất trí. Bắt tay nhau cái. Yeah. Rồi, chào các bạn đi. Để tôi tới các bạn nghe các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh Em Bé. Được 1 triệu sub. Được 1 triệu người đăng ký. Cái sub mà tiếng Anh.